mọi người đã đến với kênh Ngắt Thư Official. Chào mừng mọi người quay trở lại với Reaction Chơi là chạy Running Man 2021. Lần trước tôi chọn cho mình một cái outfit là rất là tiểu thư bánh bèo bởi vì đó là số khai mạc. Hôm nay tôi đã quay trở lại với Star năng động để chơi là chạy. Như lần trước chúng ta đã xem thì các thành viên đã giải cứu được tất cả các thành viên. Và bây giờ nhiệm vụ của họ là sẽ đi vào tập 2 chơi những trò chơi tiếp theo mà bản thân Thư cũng hết sức là hào hứng. Không biết là mọi người sẽ tham gia các trò chơi như thế nào đây. Không biết là em thỏ trắng Phương Phạm có chơi dơ không? Mình sẽ dơ hơn năm ngoái nha. Rồi bé Ngọc nữa, vì các thành viên mới sẽ vui như thế nào ở tập 2 này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nha. Tôi đang đứng ở nơi được gọi là địa điểm khai mạc của Đại hội Thể thao Chơi là chạy hết sức đặc biệt. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Chris Phan, người dẫn chương trình của Đại hội Thể thao đặc biệt ngày hôm nay. Đây là sự kiện mang tính lịch sử của chương trình Running Man Việt Nam 2021. Nếu mà nói như vậy thì Thư đoán Chris Phan sẽ là khách mời. Đó, khách mời đua ở tập 2 này. Tuyển thủ đầu tiên đó là tuyển thủ Trường Giang. Anh năm nay 38 tuổi nha. Là anh cả trong gia đình Running Man Việt Nam của chúng ta. Anh thỏ đen của chúng ta đã rèn luyện được 6 múi. Đừng. Để xóa tan định kiến là đẹp trai nhưng mà vô dụng. Đừng đánh em. Đúng, đánh nó đi cô. Đánh nó như vậy. Cái mặt. Camera thấy mặt. Vẫn đâu có che được gì đâu, em che cho em không đó. Mày tuyển thủ trở lại vị trí của mình nè. Trở lại lấy gì? Trở lại. Tên của Đại hội Thể thao Running Man Việt Nam Chơi là chạy lần thứ nhất là bowling. Từng người một trong đội sẽ ném bowling. Nếu được try thì nhiệm vụ thành công. Dựa vào thứ tự thành công để xác định đội vào huy chương vàng, bạc, đồng. Chúng ta sẽ bốc thăm để xác định thứ tự thi đấu. Trong hộp có 3 cây xúc xích có dán sticker vàng, bạc, đồng. Yeah. Mời các thành viên bắt đầu bốc thăm. Rồi, bên đợi tôi được cử Đức Phúc. Quy ơi, bốc thăm. Đức Phúc bắt đầu tay nào là ăn luôn cho có sức chơi. Em ráng bốc vàng đi em. Bên đây lại. Dạ anh ơi. Tôi nghĩ Quy là đại diện sự may mắn. Tôi đại diện sự may mắn. Đồng đánh. 1, 2, 3, vô. Thì cái phần mà bốc thăm bốc thiết gì á, kinh nghiệm là đừng bao giờ để Quy bốc hết, nó xui lắm. Trong nắng không? Trời đất ơi. Trong nắng không? Trời ơi mọi người ơi, tôi không thể nào tưởng tượng được hình ảnh chống nắng, đứng chấm chống nắng. Mọi người có biết không, là một cái kỹ năng đơn giản của bowling thôi, có nghĩa là mình phải hạ người thật là ok, đồng ý. Trái mạnh nó mới chết. Trời ơi, cú đó nhắc đà đi. Trời ơi, Ngọc ơi. Trời ơi, thiệt. Cái chưa gì đó, chưa gì mà đồng đội đã hại nhau rồi. Thiệt sự luôn. Khá nha. Ngọc đẹp ơi, thấy ngon rồi đó. Hy vọng hai anh xong nha. Thua con bé là quê, con xong quê lắm nha. Quê, con xong quê lắm nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa, Linh mà chân quẹo quá vậy nè, sao Quý? Cái gì vậy? Là gì? Thôi mọi người, thảy cái cô Linh mà khi mọi người thảy mà đưa qua đầu như vậy là sai rồi. Với kinh nghiệm chơi bowling của Thư ha, tức là thì ví dụ như khi mình gầm giá bowling là bự đúng không, mà khi mình đưa lên đầu như vậy mình đâu có thấy được cái tầm của nó đâu mọi người. Thật sự chơi bowling là ngay tầm mắt thôi, để mình có thể nhìn được trái banh đó. Chuyên nghiệp không đó. Xong thì bắt đầu mình mới hạ xuống thảy bên này đó, lực tay của mình đẩy ra đó. Trò này mà để Thư vô chơi là ngon liền, lụm tiền liền. Xui Ngô với Quy xui. Xui nó ăn máu Ngô với Quy rồi. Bắp ơi. Một trái, ăn đắp vô.
Người quá quê à, mà cũng giỏi rồi đó. Chắc chắn là lên mút là thương chơi hay hơn quý mọi người. Cứ ngay đây là lên. Đó bắt đầu dạy nhau nè. Nếu không biết chơi chỉ nhau kìa. Đó, nó đi quá à. Rồi coi coi chơi sao nha, dạy nhau nè nha. Ok. Đây là canh nè. Đó đồ cũng như rồi, không mà. Tính toán ghê thiệt. Rồi xong. Số phận như nhau nha. Ba thành viên của đội Hồng là số phận như nhau. Hãy nhìn đây nè. Ghê, thiên tài có thanh niên 15 năm kìa, có người 15 năm chơi kìa. Thật ra cái này là em đã tập trước có đây 10 năm rồi anh. Ủa, anh tin tưởng giao cho anh Thuận chơi đầu tiên luôn hả? Đúng vậy. Người ta bắt đầu xui luôn mấy lần mà. Kệ tôi. Bây giờ ai xui, bây giờ ai đầu xui? Không ai được xui. Ai đầu rồi. Đúng rồi, đầu xui. Để tôi cho hơn cho. Mình cái dáng của Ly nó vậy nè nha. Vào vị trí. Đúng rồi, đúng rồi. Tạo dáng chuẩn rồi đó. Tạo dáng nào không? Hơi đều. Không được, Ly không còn làm được. Tạo dáng chuẩn. Cắm chân hơi điệu. Ủa? Ủa? Ủa cẩn thận. Ủa cẩn thận. Anh xoáy nha. Xoáy cho anh xoáy luôn. Xoáy. Ghê dạ, chết rồi, chết đội hồng với đội trắng rồi. Vỗ tay cho em chung. Ai nó từng chế độ chúng tôi? Ai nó từng chế là mấy đứa yếu đuối? Wow, đội anh ra hay quá trời. Chê. Đúng quá, bà Ngọc lươn lẹo luôn, cái mặt quá lươn lẹo kìa. Các bạn sẽ nhận được huy chương vàng. Ủa? Còn lại tiếp tục thi đấu. Trời ơi, vậy là đội xanh sau khi mà strike được là đội xanh không thi nữa, để mấy đội khác thi. Ủa sao chơi bắt cung tên? À, mùa 1 thì Thư không có trải nghiệm cái thảm massage. Tức là sau khi quay xong thì Thư có xuống đi thử. Còn Thư được hai em Ngô Kiến Huy, Thỏ Đen, Thỏ Trắng cổng trên vai, Thư không có trải nghiệm ở dưới, nhưng mà xong quay xong mình có đi thử. Nó rất là khó chịu cái chân mình cho mọi người. Cảm giác nó vừa nhột và nó vừa đau á. Mà lúc đó có mang vớ nữa thì còn đỡ, còn cái này mà không biết mọi người có mang vớ không nữa. Mà ví dụ mình đi mình có thể tính được lực, mọi người hiểu không? Mình đi thì mình vẫn có thể tính được lực nhẹ. Còn mà ở trên rớt xuống là mọi người hiểu không? Cảm giác ở trên rớt xuống ở dưới này nó gai 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 là nó mà đau một cái là nó tới não á. Em đi bộ qua trước coi, em cảm nhận trước rồi đã. Em thử nhảy từ đây vào được. Ừ, thử coi cái đã. Trời ơi, cái gì chưa nhìn nhận em thử gì xuống. Trời ơi, lòi cái bụng phát tắt, anh chạy cái bụng. Anh ra lòi cái bụng ra, ổng bụng dễ thương quá. Chết. Sốt. Sốt.
Để em đi trước. Cần chú mở đi hơi. Đây nha. Đây. Chú mở đi. Đây. Tôi mệt lắm. Đấy chở. Xui. Xui là tại Quy Quy. Tôi muốn máu. Và nếu như mà về đá banh thì Thư biết là anh Chưa Thế Dinh đá cũng ok nè, Jack đá ok nè. Là lúc không ai cố lên của mình. Là lúc không ai cố lên của mình. Hiện tại chúng ta đã thấy cầu cố lên của mày banh. Đó là tuyển thủ Liên Hữu Phát. Cố lên. Đó là tuyển thủ Liên Hữu Phát. Liên Hữu Phát đang là banh đó nhỉ. Và Liên Hữu Phát chuyên nào? Chuyên dập và văng ra ngoài.
ngay lập tức. Chồng Nguyễn Thị Giang lao tới và ôm chầm lấy cho Banh. Mọi người bắt đầu lơ là vào khoang một cú sút từ xa của Trường Giang. Hậu vệ chắc đang cố gắng hết sức để cản phá sút xa vào khoang. Vào tuyệt vời. Thủ môn Quý Hưng đã không được tính toán được chút đường banh của cầu thủ Trường Giang. Và nhịp đấu ở trận đấu đang dần nóng lên khi Liên Cường Thác liên tục ăn và đã có sức lực. Và bây giờ Jack một pha rất xa và không vào. Hay quá Jack ơi. Hay lắm á. Hay lắm á. Té còn đau và chắc chắn với xà phòng như thế này thì vào mắt cay để như vậy các cầu thủ chúng ta vẫn hết sức cố gắng banh lại vào chân của Jack. Đối mặt với thủ môn Trường Giang lần này Jack có thể vượt qua được hay không? Jack một cú bấm bằng chân phải. Bấm Trường Giang hết sức tập trung vào banh vào. Hay quá. Với một pha banh cực diện thì Jack đã cân bằng tỷ số cho đội của mình. Và bây giờ bắn lại vào tay thủ môn Quý Hưng rất nhanh nhẹn. Hãy vào trực check và check sút và lại vào. Nhịp điệu của trận đấu đang được nhanh chóng rút ngắn lại bởi một pha ghi bàn của check quá hay. Và bây giờ tỷ số đang là đội hồng 4 và đội xanh 3. Cầu thủ đối mặt từ nãy tới giờ cũng không thấy làm được gì trong trận đấu ngoài té ôm người kéo người đó. Chúng ta lại có hành động ôm người nữa của Trương Phạm. Trương Phạm không bao giờ giữ bóng được 3 giây và theo cá nhân tôi nghĩ thì đây là năng khiếu của Trương Phạm. Một hơn nữa chắc lại là người giữ bóng. Trường Giang đã có pha ôm kéo đường anh Giang tụt quần thằng nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đón xem trận đấu chung kết của giải vô địch Running Man chơi là chạy. Cái gì vậy trời? Trời gì vậy? Ngồi lên đây lắm. Trong sân, nhịp điệu trong sân hết sức là nóng. Cầu thủ Huân Huy liên tục được té. Và Trương Thế Vinh lại té. Trời gì đó. Cô lên đây lắm. Trời anh Vinh ơi. Anh đang cầm đây, anh cầm banh đây. Trương Thế Vinh đang cầm banh nhưng mà đã bị cướp banh hết. Huân Huy liên tục té. Trời Trương Thế Vinh cầm banh, Liên Bình Phát cầm banh rút và Liên Bình Phát đã ghi điểm đầu tiên cho đội Hồng. Có một sự va chạm ở đây, một pha vào banh rất là quyết liệt của Jack và có vẻ cầu thủ Huân Kiến Huy đã bị chấn thương. Chúng ta cùng coi chậm lại. Chồng đây, chồng đây. Và sau khi được va coi lại thì rõ ràng cũng có sự biểu hiện không nhẹ ở đây. Banh vào chân của Kiến Huy. Một cú truyền rất hay qua Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh đang đối mặt Quý Ngân vào không? Lên Quy. Đổi luôn đi, tấn công đi nãy giờ chưa mất. Điều trận đấu vẫn đang tiếp tục. Không đi nãy giờ chưa. Đội thắng sau khi đội trắng sau khi thắng một bàn thì tinh thần đã có vẻ dâng lên. Quân Quý Huy đang tung một cú sút xa. Thúy Ngân liệu có cản phá được không? Vào. Lại vào nữa rồi mọi người ạ. Lại một lần nữa băng lại vào cuối đội hồng của họ dâng lên. Kính thưa quý vị khán giả, và trận đấu của chúng ta sẽ tạm dừng lại ở đây. Để biết là ai là người thắng thua thì chúng ta sẽ đón xem tập tiếp theo. Như vậy là reaction tập 2 của Running Man chơi là chạy đến đây là hết rồi. Trời ơi, tôi đang coi hay ho. Và tôi nghĩ mọi người cũng đang hồi hộp hấp dẫn như Thư đúng không? Trời ơi, mọi người thấy Thư là mình động viên sao nè. Và mọi người ơi, đừng quên subscribe kênh của Nam Thư, Nam Thư Official. Nhấn cái chuông nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chắc chưa? Rồi, lại là em nữa đây, Đức Shipper. Thấy tích cực không? Thấy rất là hỗ trợ nhiệt tình không? Là tức là cho tặng cái lẩu rồi còn tặng luôn cái nồi nữa hả? Không, cho mượn thôi, đem lại cho mượn. Ủa, cho mượn hả bạn? Ừ, bây giờ đi ship lẩu. Đi ship nữa hả? Thật sự là bạn phải chạy luôn về tới vậy luôn hả? Ừ.
đơn của bạn với đơn của bạn thôi nữa. Được rồi, ngày bạn xin có hai đơn hả? Ừ, hai đơn hả? Hèn chi thấy bạn rảnh, bạn nhàn hạ, hiểu không? Báo lúc đang xem video. Và mọi người ơi, nếu ai muốn ăn lẩu á thì nhớ tới lẩu Phúc Đức nha. Rất là nhanh, gọn, lẹ, dễ thương nè và chất lượng nữa nha mọi người. À, tôi thích nhất là lẩu cây. Ok. Có đem cây cây xé gió. Cây xé gió bạn. Xé gió nghĩa là ăn xong cây vô nó xé lưỡi và hít hà gió vô. Đâu. Ghê. Ghê. Ghê ghê nhớ mọi người ơi. Lẩu Phúc Đức nha. À bạn xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại kênh Nam Thư Official. Nhớ mọi người subscribe kênh Nam Thư Official với kênh Hà Anh Đức nha. À ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều.